Dạ, em chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay lúc chân này đó là đi về Cao Lãnh và ghé ngay chùa Hương Thiền để quay đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Hương Thiền vào ngày 14 diễn ra như thế nào cho cô chú anh chị và các bạn. Và cô chú cảnh chùa Hương Thiền và đông nghẹt bà con đến đây để dự đại lễ Vu Lan báo hiếu vào tháng 7 nha cô chú anh chị các bạn. Giờ em mời cô chú chị các bạn cùng với em đi vào bên trong chùa Hương Thiền để chúng ta xem bà con đến đây hành hương và cúng viếng đại lễ Vu Lan như thế nào nha. Giờ em mời cô chú chị các bạn đi cùng với em đi vào bên trong nha. Và đây là phía trước chùa Hương Thiền, bà con đi đến đây cúng viếng rất là đông nha cô chú chị các bạn. Và em mời cô chú chị các bạn cùng với em chúng ta đi vào bên trong chùa Hương Thiền để xem công tác tổng quan tại chùa Hương Thiền này như thế nào nha. Ở đây là bảng đường vào cung nghinh Chư Tôn Đức Quang Lâm. Em mời cô chú anh chị bạn cùng với em đi vào bên trong nha. Khá là đông luôn nè cô chú anh chị. Và chúng ta đi vào cánh cửa thì nơi đây có phát bánh bao chay miễn phí cho bà con mình dùng nha cô chú anh chị bạn. Ra đến đây dùng bánh bao thì sẽ đến mấy cô mình sẽ phát cho cô chú anh chị các bạn. Đây là bánh bao chay này các bạn. À, sớm giờ rất là nhiều nha. Đây là những cái sọt bánh bao phát hết nè cô chú anh chị các bạn. Và sẽ đem vào bên trong và sẽ đem bánh bao mới ra để phát cho cô chú anh chị nha. Giờ em mời cô chú chị của em đi cùng với em đi vào địa điểm khác nha. Và đây là chùa Hương Thiền, đây các em kinh bánh nè các bạn. Em mời cô chú chị của em cùng với em đi vào bên trong cánh lễ nha. Mai tốt thời gian để gọi điện tán dốc có đúng vậy không quý vị? Có thể nói trăm ngàn thức diện với bạn bè nhưng không có thời gian gọi điện để thăm hỏi sức khỏe cha mẹ, để biểu hiện cái sự quan tâm, sự lo lắng của người con luôn nghĩ nhớ đến cha, đến mẹ. Tức là chuyện này không có được chiếu tâm với vị ơi. Còn cái nhớ hạnh gì như thế nào để cho cha mẹ của chúng ta ngày đêm nhớ thương mong đợi? Mà về phần vật chất đó thì chẳng những không nuôi cha nuôi mẹ mà lại còn là con báo đời nữa quý vị ơi. Có một gia đình đó, cô này ở dưới Cà Mau lên, cổ khóc, cô kể. Cô nói sư cô ơi con khổ quá. Không phải khổ vì chồng mà là khổ vì con. Có đứa con gái nè cô ơi, mà nó mới 16, 17 tuổi đời mà tối ngày nó ăn rồi nó đi chơi không à. Cho nó tiền ăn học, đứa con của mình không thua kém chúng bạn. Cho nó học đủ thứ ngặt nghề, nó học thêm học này học nọ. Mà nó lấy tiền, mình đóng tiền đường rồi cho nó lấy tiền lại, nó không đi học. Nó cúp cua, nó đi chơi. Con gái gì mà nó đi chơi 11, 12 giờ đêm nó không về. Cái bữa đó, cổ đi gọi điện, cái nó cúp máy nó nghe. 12 giờ đêm rồi trời mưa nữa. Mà ngoài trời thì mưa ầm ầm sấm sét. Bà mẹ nóng ruột, con gái mà mới có 16, 17 tuổi, lo lắng cho nó. Đứng ở ngoài đường á, mà cái áo mưa đội cái nón lá để trông để chờ để đợi con về. Thấy không biết đứa bạn trai nào chở nó về tấp ngay cái cửa đường ở ngoài lộ. Con mới vừa thấy xong rồi cũng giận quá. Trước mặt bạn trai của nó mà nó bị mẹ đánh một bàn tay như vậy, cái nó khóc đã dâm vô trong cái hàng rào. Xong rồi nó mới nói, nó làm gì nó đánh con bỏ nhà con đi cho mà coi, nó làm con xấu hổ con bỏ nhà con đi cho mà coi. Cái cổ mới nói một câu, mày đi đi mày không, mày giỏi mày đi đi. Nó vô nó muốn đồ nó đi mất, nó đi mất tiêu. Đi lang thang trời mưa vậy mà nó đi lang thang ngoài đường. Lúc này nó đói bụng rồi nha quý vị. Lúc đó bụng rồi mới thấy cái xe hủ tiếu mì gõ, người ta đẩy cái xe ta gõ bán hủ tiếu mì. Cái nó nhìn theo và nó ngửi cái mùi đứt lèo bốc lên, thấy thèm và đói, mà hồi trong túi không có đồng xu nào, nó chỉ biết nhìn dõi mắt theo.
mai trước mình gặp cái cô mà bán hủ tiếu mì gõ là Phật tử, cổ cũng có đạo tâm, cổ có cũng có lòng từ bi, cổ mới nói với cháu ơi, cái gì mà giờ này em gái em muốn mà ra đường ngồi vậy, trời mưa nữa, thì sao vậy, sao ngồi đó, có đói bụng không? Dì cho cháu một tô mì ăn nha. Cái nó nói con không có tiền. Nó không sao, dì tặng cháu một tô mì ăn đi. Ăn xong rồi đi về đi con ơi, khuya lắm rồi. Còn một giờ khuya rồi đi về đi con. Múc tô mì cho nó ăn xong rồi nó ăn quá ngon luôn. Trời lạnh nữa mà đói bụng nữa. Ăn tô mì xong quá ngon, cái đem trả cho cô. Cái nó nói dì ơi, con nói thật nha, suốt cuộc đời này con không bao giờ quên cái tô mì tối đêm nay. Con không bao giờ quên ơn của dì. Con hứa một ngày nào đó con sẽ đền trả gấp đôi gấp ba. Cái cô bán mì thất nghiệp, không có học thức gì cả nghe cái gì. Nghe cô con gái nói như vậy rồi, con mới trả lời con, thôi dẹp đi con, dẹp đi, bỏ con nói đó đi. Dì không có tin, không có nghe đâu. Con nghĩ thì sao, dì mới cho con có một cái tô hủ tiếu mà con nói con mang ơn nặng của dì suốt đời không bao giờ quên. Con hứa một ngày không xa con sẽ đền ơn đáp nghĩa, dẹp với con, đừng nói những câu đạo nghĩa đó. Mẹ con, cha con nuôi con nên rất nên hình như thế này. Từ khi còn trong bụng mẹ mà sinh ra nuôi cho khi đánh lớn lên như thế này. Nói một câu nói mà con còn bỏ nhà ra đi, còn không có màng tới công gia nghĩa mẹ. Thì đừng nói gì là một người khách qua đường chỉ tặng cho con có một bát mì có lát giá gì đâu. Cha mẹ của con lo cho con cả cuộc đời hy sinh tận tụy mà con còn không biết ơn biết nghĩa. Một bát mì có nghĩa thế gì, phải không quý vị? Dẹp đi con, nghĩa thế gì mà nói rằng suốt cả cuộc đời này không bao giờ quên. Dẹp đi, đừng nói những lời nói sáo ngữ đó, không ai tin đâu. Về đi con ơi, nhà con giờ này ba mẹ con đang nóng ruột, đang lo lắng cho con đó. Về quỳ gối xin lỗi cha mẹ đi. Vì thế nó chạy về nhà, mới vừa về nhà thì kịp đến ngay cái đầu ngõ, thấy bà mẹ đang mặc áo mưa, đội nón lá, đang cầm cái ngọn đèn, cầm cái đèn pin để đi tìm con. Vừa thấy đứa con, bà mẹ chạy tới ôm chầm nó, nói con ơi mẹ xin lỗi, nãy mẹ lỡ đánh con bạc tay, mẹ biết lỗi rồi, mẹ xin lỗi con, đừng buồn mẹ. Lúc này nó quỳ mà nó lết, nó ôm chân mẹ, nó nói con xin lỗi mẹ chứ không phải mẹ xin lỗi con. Con xin lỗi mẹ vì con đã ngỗ nghịch không nghe lời, để cho mẹ phải lo lắng như vậy. Con xin lỗi mẹ, con hứa từ nay con sẽ là một đứa con ngoan trò giỏi, không để cho mẹ phải bận lòng phiền muộn vì con nữa. Rồi kể từ đó cô gái này tự sửa đổi nè quý vị, sửa đổi những thói hư tật xấu, bởi vì cảm nhận một cách sâu sắc trên thế gian này không ai thương chúng ta bằng cha và mẹ. Và một khi cha mẹ mất đi rồi không tìm lại một người nào thương ta ngang bằng cái tình thương của cha và mẹ đâu quý vị. Cho nên ai còn cha mẹ thì đừng làm cha mẹ phải khóc, đừng để buồn nơi khóe mắt cha mẹ, nghe không quý vị? Mùa Vu Lan này quý vị hãy trở về quỳ bên gối cha, quỳ bên gối mẹ để sám hối tội tình, nói lên những lời nói của mẫu tử tình thâm, của phụ tử tình thâm, vì đó là nhịp cầu bắt đưa chúng ta bước lên lầu đài vô thượng giác đó. Đức Thế Tôn của chúng ta trải qua vô lượng kiếp tu hành đều là những người con hiếu thất, quý vị ơi. Ngài đã từng lóc thịt để cứu cha mẹ của mình đỡ đói, Ngài cũng đã trải thân hành đạo và hướng dẫn cha mẹ tu để giải thoát sinh tử luân hồi. Tôn giả một kiền liên bậc đại hiếu, Ngài đã để lại một tấm gương sáng nghìn thu muôn thuở, nghìn đời lưu danh. Chúng ta noi theo gương hạnh hiếu của Phật, của chư vị Bồ Tát đó, và biểu hiện cái phương cách báo hiếu đây. Khi cha mẹ còn tại tiền, phụng dưỡng cha mẹ về mặt vật chất tạm gọi là đầy đủ theo khả năng của mình, nhưng hiếu với cha mẹ Phật tính nữa quý vị ơi. Lo cho cha mẹ ăn mặc đầy đủ,
mà phải kính trọng tôn thờ xem như là Phật vậy. Và về mặt tinh thần thì quý Phật tử đừng để cho cha mẹ của ta phải bận lòng lo lắng vì ta nghe quý vị. Chỉ cần quý vị sống tốt đời đẹp đạo, nghiêm túc thực hành tam quy ngũ giới thôi là quý vị đã tránh xa được những điều tội lỗi sai trái, và quý vị đã xây dựng một đời sống đạo đức và vun hơn đạo đức sẽ lan tỏa khắp mọi nơi, làm cho danh tôn thơm tiếng tốt lan truyền, và chính nhờ những cái phẩm hạnh đạo đức đó sẽ giúp cho cha mẹ của chúng ta cảm thấy tự hào khi có những đứa con đầy đủ phẩm chất nên người, cha mẹ của chúng ta vô cùng tự hào và vô cùng hạnh phúc quý vị. Đó là phương cách báo hiếu đúng pháp trên phương diện tinh thần. Rồi sau nữa, quý vị phải hướng dẫn cha mẹ họ trì tam quy gìn giữ năm giới nữa. Khi cha mẹ của chúng ta chưa có phát tâm hướng đến tam bảo, dụ cha mẹ đi chùa đi quý vị, có cô Phật tử đó cổ khuyên cha của cổ: ba ơi, lớn tuổi rồi thôi đi chùa đi ba, đi học Phật pháp đi, vui lắm, đi vào trong đạo tràng tham dự khóa tu, hiểu biết Phật pháp rồi có lợi ích vô ngần luôn, mình sẽ nghe được những điều giá trị mà từ trước đến nay mình chưa có cơ hội được nghe. Thân cận thực hiện tri thức, mình sẽ thính văn pháp âm và hiểu biết đúng đắn về nhân quả tội phước, thiện ác chánh tà, điều nào nên làm và điều nào không nên làm. Được thân cận các vị thiện tri thức rồi thì sẽ giúp cho chúng ta sống tốt đời đẹp đạo, trải nghiệm được một đời sống an lạc thật sự. Vậy mà ông giáo nói cái chùa có té tiền té bạc không? Khi niệm Phật cái hỏi niệm Phật có té tiền té bạc không? Nếu đi chùa ăn chay niệm Phật té tiền té bạc thì tao tu, còn không có té ra tiền ra bạc dẹp đi con ơi. Cái cô này cổ về cô bạch với lại thầy của cổ, và thầy cổ không ai xa lạ, chính là thiền sư Bạch Ẩn. Thưa thầy, con riêng con cha của con ăn chay niệm Phật, ông hỏi ăn chay có té tiền không? Niệm Phật có té bạc không? Nếu té tiền té bạc không mới tu. Nghe như vậy thì sư Bạch Ảnh nói với cha con thích tiền vậy sao con không đem tiền ra dụ ổng niệm Phật tí? Con nói rằng trở lại thầy bận rộn lên xây dựng chùa chiền có thời gian ở không? Muốn người niệm Phật nè, niệm câu trảm đồng, hai câu hai đồng, ba câu ba đồng, trăm câu trăm đồng, ngàn câu ngàn đồng, niệm bao nhiêu lấy tiền bấy nhiêu. Cái cô gái này cổ về cổ nói với cha cổ, cái cha cổ nói đừng nói ai nghe vụ này nha, để cha đừng nói cho ai biết vụ này kiếm ăn dễ quá mà, để cha tưởng lặng không có ngoài đồng có gì khó, còn ngồi ở trong nhà mát mà ngồi với lệnh chuỗi niệm Phật để cha làm, đừng có mất bảo cho ai hết. Con nói ông thầy của con đi, đừng hướng ai hướng cha nè, mỗi ngày cha niệm Phật cho coi, rồi ta làm sòng phẳng không ăn gian đâu. Ta niệm câu ta bỏ ra hộp đậu vậy đó, mỗi ngày mà biết có bao nhiêu hộp đậu thì đi lấy bao nhiêu tiền cho ba. Rồi cái ông kính lên Nam Mô Di Đà Phật, bỏ hộp đậu ra, Nam Mô Di Đà Phật, bỏ ra, Nam Mô Di Đà Phật. Cái ngày đầu á, ông niệm được 2.000 câu Phật hiệu. Cái đứa con niệm đếm được 2.000 cái hạt đậu, đi đến chùa lấy về 2.000 đồng, trong cầm 2.000 đồng nó sức quá. Ông nói nếu 2.000 đồng này ông phải mất làm nửa tháng trời, làm gia công cho người ta nửa tháng trời mới kiếm được 2.000. Vậy mà chỉ có một ngày niệm Phật mà được 2.000, quá kinh sướng rồi còn gì nữa đâu. Ngày mai con tăng giờ con niệm Phật nữa đó nha. Rồi đây ông nội niệm Phật cũng tăng giờ. Qua ngày hôm sau ông niệm được 4.000 đồng, lấy được 4.000 đồng. Qua ngày thứ ba ông nói ngoài hai thời cơm cháo, cháo là buổi sáng, cơm buổi trưa, chiều ta khỏi ăn luôn, để tao dành thời gian cho niệm Phật. Cái ông niệm được 8.000 câu mới được. Thêm được niệm được 8.000 câu, lấy 8.000 đồng về rồi, cho qua ngày sau cha nói thôi ăn ngàn bữa thôi, để thời gian niệm Phật nữa, kiếm là tiền, kiếm bữa ăn thôi. Cái niệm sau qua ngày sau niệm được 10.000 câu, lấy được 10.000 đồng. Đến niệm tới ngày thứ 7 cái tâm còn thanh tịnh. Mà khi tâm thanh tịnh rồi cái ông trải nghiệm được giống như người uống nước mà nóng lạnh tự hay vậy đó. Nó tâm thanh tịnh nó chắc vắng bặt hết, không còn tham muốn xâm giận loạn động trong tâm nữa. Trong gì con ơi,
con đến mời thầy con đến đây. Cái đứa con gái thấy cái bộ dạng của cha mình sao khác lạ hơn ngày thường, ông trầm tĩnh mà ông nói cái giọng nhẹ nhàng mời thầy con đến đây. Mới mời thiền sư Bạch ổng đến, cái ông lão này ông quỳ xuống đảnh lễ, ông nói con cảm ơn hòa thượng, cảm ơn hòa thượng đã tạo điều kiện tạo phương tiện và đã độ con. Suốt 7 ngày qua con trải nghiệm được sự an lạc thật sự ở nội tâm, vắng bạch cái sự phân biệt vọng tưởng tham sân phiền não. Con trải nghiệm được cái niềm an lạc thanh tịnh thật sự, và con xin đảnh lễ tạ ơn ngài đã tạo điều kiện phương tiện để đưa con vào đạo. Con xin trả lại hết số tiền mà mấy ngày qua niệm Phật hết, niệm Phật để lấy tiền đó, thì giờ con trả hết số tiền lại cho ngài và xin ngài cho con họ giáo quy Tam Bảo làm người đệ tử tục gia. Niệm sư Bạch ổng truyền cho tâm nguyên ngũ giới cho ông ta, rồi ông phát bồ đề tâm, ông niệm Phật không bao lâu ông chứng niệm Phật tam muội. Quý vị ơi, từ một ông lão tham tiền mê tiền mà đứa con nó dụ dẫn đem tiền ra muốn ở niệm Phật, rồi hướng ông ta đến với đạo bằng cách quy y Tam Bảo, họ trì năm giới, phát bồ đề tâm, năm ca niệm Phật, mong đạt được niệm Phật tam muội và ngày cuối cùng của cuộc đời ông biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh. Đây là phương cách báo hiếu một cách cao tột đó quý vị ơi. Có nhiều vị Phật tử nói con muốn lắm cô ơi, muốn hướng dẫn bà già ăn già đi chùa ăn chay niệm Phật mà không có khả năng độ. Mình không có khả năng độ thì mình nhờ quý thầy quý cô chư tăng ni độ dùm, mình dụ đi chở đi đến chùa, biết đâu trong số quý Phật tử ngồi đây nè, con được biết có những vị đã từng chống đối phỉ báng Phật pháp trước đây vì không có đủ duyên, chưa có đủ duyên, chưa tiếp nhận được ánh sáng chân lý lời Phật dạy, cho nên các vị đó đã thích thỉ bán Tam Bảo. Nhưng mà nhờ những người con hiền trái thảo biết phương cách báo hiếu cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ đến với đạo Phật để cho cha mẹ phát khởi niềm tin kính đối với Tam Bảo, dụ đi chùa và những ngày lễ Du Lan, lễ Phật Đản hoặc là rằm lớn Tết, thì các vị Phật tử đã chở cha mẹ tạo điều kiện cho đi chùa, đi chơi thôi, ban đầu là đi du lịch chơi thôi. Nhưng mà có vị đã vào đây ngồi nghe mà giống như một cái nhân duyên nó đầy đủ rồi. Một cơn gió giao mùa thổi đến là trái cây nó chín mùi, nó rụng mà nó rửa. Vừa nghe xong hồi khác có bà cụ đó ta về bà ăn chay niệm Phật luôn, bà thọ trì tâm quy giữ gìn năm giới và trường chay luôn. Ngay ngày đầu tiên đến chùa đã phát bồ đề tâm trường chay cho đến ngày mai luôn đó quý vị. Mà trước đây là bà phỉ bán Tam Bảo dữ lắm, bà nói những lời nói khó nghe, nhưng mà bây giờ bà lại là một người Phật tử cùng thành mến đạo. Những thực phẩm trái cây vườn nhà bà đó là trước tiên trái cây mà chín đầu mùa là bà đem đến cúng dường Tam Bảo trước rồi mới cho con cháu ăn. Quý Phật tử thấy không, chúng ta nếu không có cơ duyên để độ cha độ mẹ thì hướng dẫn tạo điều kiện cho cha mẹ đến chùa để học Phật nghe pháp, để cha mẹ của chúng ta có được sự tinh dưỡng đúng đắn về nhân về quả và biết dứt các điều ác, biết làm các việc lành, biết phát bồ đề tâm, niệm Phật A Di Đà để sống đời an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại, về gieo trồng cái chánh nhân giải thoát ở tương lai. Cái phương cách này gọi là phương cách báo hiếu đúng pháp và cao thượng nhất đó quý vị. Chắc hẳn quý Phật tử đang nghe câu chuyện về một vị hòa thượng ở miền Bắc nước ta, và người ta gọi ngài là hòa thượng cua. Tại sao ngài có biệt danh là hòa thượng cua? Bởi vì cuộc ngày đời của ngài nó liên quan đến cái vỏ cua đồng. Tại một ngôi làng ở miền Bắc có một người quá phụ, chồng mất sớm, để lại cho bà một đứa con trai duy nhất. Năm con trai của bà lên 10 tuổi thì bà mua gánh bán bưng để nuôi con.
Bữa đó bán ghế quá, vậy mà bà biết con của bà thích ăn canh cua bún riêu á, bà mới mua một giỏ cua đồng và bà nói con đem giỏ cua đồng về rửa sẵn đi, để đó đậy lại đàng hoàng nha. Sau khi dạo buôn bán xong mẹ về cái mẹ nấu canh cua cho con ăn. Đứa con trai của bà nó đem giỏ cua về cái nó đem ra ngoài sông á, nó rửa. Khi ra bến nó ngồi nó rửa cua thì mắt của những con cua nó sôi bọt lên. Tự nhiên lúc này cái chạnh lòng, con bé chạnh lòng, thấy nó còn nhiệt quá. Nó cũng giống như mình tham sống sợ chết. Tại sao mình cũng tham sống sợ chết mà mình lại cướp đi mạng sống của muôn loài vạn vật như vậy? Nó khóc kìa, thấy bọt nó nổi lên á, rồi nói nó khóc kìa, nó cầu xin mình tha mạng kìa. Cái cậu bé dở cái giỏ cua đồng cho nó bò đi luôn. Đến buổi trưa về cái bà mẹ bán lé rồi mới hỏi cái cô con rửa để đâu, cái nói con thả hết rồi. Bà giận quá, bà xách cái cây này, bà rượt bà đánh con, bà nói thật là sao mà ba vô có thuốc vô phòng có đứa con không nhờ giả được cái gì còn là báo đời không à. Rượt nó đánh nó quảng hốt nó bỏ nó chạy, nó vượt qua bao nhiêu cánh đồng bạc ngàn cái lạc đường không biết đường về luôn, đi xa quá cái lạc luôn không biết đường về nữa. Mà thời gian đồng đã 50 năm lưu lạc xa mẹ xa quê hương, dông rủi mà cũng không biết quê hương của mình ở nơi đâu, tên gọi là gì, cũng biết nhà mình ở xứ nào, đi lạc như vậy 50 năm trời. Và khi đi lạc như vậy mới ghé vào trong một ngôi chùa quan và được một vị hòa thượng ở đó nuôi dưỡng cho đến lúc con lớn trưởng thành. Khi hòa thượng tịch mới giao cái ngôi chùa lại cho người đệ tử duy nhất đó. Thì cái từ một cậu bé ngày qua tháng lại đã trở thành một vị hòa thượng trụ trì trong một ngôi chùa. Một hôm vị trụ trì này mới đi du quá ở một cái tỉnh khác, khi đến nơi một cái quán trọ quán nước gặp một bà lão bị mù. Quý vị ơi, bà lão thì mù loà mà bà hồi bà kể chuyện, bà cứ nhắc con trai của bà và liên quan đến cái giỏ cua đồng với một cái lời tự trách rằng tôi hối hận lắm vì khi xưa nóng ruột một cái giỏ cua đồng mà tôi đã đành lòng dùng roi đánh con tôi để cho nó phải đi lạc suốt 50 năm lưu lạc tìm không ra nó, bây giờ vẫn còn hối hận và nhớ thương. Nghe đến cái việc giỏ cua đồng thì cậu bé này nè, ngày xưa là một cậu bé, bây giờ đã trở thành một vị hòa thượng rồi, biết thân phận của mình liên quan đến bà lão này, còn nhớ cái giỏ cua đồng, còn nhớ bà mẹ được đánh mình, nhưng mà không có nói ra cái việc kia. Nên nói bà ơi, tuổi bà mỗi ngày một già mà bị mù loà như thế này, mua cánh bắn bưng cực khổ lắm. Thôi thì đời là một biển khổ mênh mông, mà tất cả chúng ta là những người lữ khách cái mãi lang thang trôi dạt trong cái biển khổ luân hồi không chấm dứt. Hãy phát bồ đề tâm xuất gia đi. Tôi đưa bà về chùa rồi bà cạo tóc bà xuất gia hàng ngày, bà chỉ dậm chân và niệm Phật thôi, bà có chịu không? Cái bà cụ này nói hạnh phúc quá, tại vì tôi không có ai nuôi dưỡng hết, bây giờ sống cô độc có một mình à. Mà nếu hòa thượng đồng ý cho tôi về chùa, tôi đã dẫn chương tôi niệm Phật thì tôi sẽ theo hòa thượng về đó cho tôi. Vị hòa thượng này hứa bà chỉ cần dẫn chương niệm Phật mỗi ngày thôi, đau bệnh gì nhà chùa lo hết. Đưa bà về mới cắt một cái chòi lá ở kế bên chánh điện cho bà ở, để bà gần gũi và lần bà vô bà dẫn chương. Rồi cái vị hòa thượng này cứ tới lui nhắc nhở bà niệm Phật. Có bữa hôm đó mùa ăn xuân tiết hạ, hòa thượng năm đó đi hạ cho nên mới dặn cái vị thầy ở chùa, vị trí sự ở chùa coi chùa đó, nên bà cụ lớn tuổi rồi nhớ dùm nó chăm sóc dùm bà cụ. Mà nếu mà bà cụ có đau bệnh mệnh hệ gì đó, thì đến báo cho hòa thượng, hòa thượng đề về lo tang sự cho bà cụ. Trong mùa ăn xuân năm đó gần cuối hạ thì được cái vị thầy cái sự có tin bà cụ lâm trọng bệnh và qua đời. Vị hòa thượng này trở về từ nơi trường hạ trở về nơi chùa cũ của mình và làm lễ nhặt mặt cho bà cụ. Khi mà làm lễ nhặt mặt đóng quan tài rồi thì hòa thượng mới đứng bên cái kim quan của mẹ mình và phát nguyện như thế này: Đức Phật có
dài nhất như phát phước duyên ngang vượng bạch thọ khai qua vạn thọ hương. Một người làm phước thì trời người đều được hưởng, một bông hoa mà nó nở thấp thơm thì cả một khu vườn hoa được thơm lây. Nếu con đạo thành thì cha mẹ được siêu thanh. Nếu thật sự như vậy thì ngài xin đem tất cả những công đức tu hành để hồi hướng cho mẹ mình. Mà nếu mẹ mình đạt bẩm thọ được cái công đức đó và nhờ cái công đức cuối đời biết ăn chay niệm Phật mà được sanh về cảnh giới an lành rồi thì cho cái nắp quan tài bật lên đi cho ngài nhìn thấy mẹ mình lần cuối. Ngài vừa phát nguyện xong cái nắp quan tài đã đóng rồi nó bay bật lên, gió làm sao mà nó bay bật lên. Và chứng kiến trước cảnh đó bao nhiêu người đều ngạc nhiên, Phật pháp nhiệm màu hồng thông quảng đại. Tại sao mà một chiếc quan tài đã đóng nắp rồi, gió làm gì có khả năng mà làm bung nắp quan tài? Nhưng mà do nguyện lực của vị hòa thượng này, nắp quan tài bật lên và chứng tỏ rằng ngài tu hành bao nhiêu công đức hồi hướng cho mẹ mình, cộng với sự khuyến khích hướng dẫn mẹ mình trong lúc tuổi già xế bóng buông xả buông duyên nhất tâm niệm Phật mà bà đã phát sanh về cảnh giới an lành và nguyện lực của ngài đã thành tựu, cho nên chiếc quan tài bật nắp lên với vị ơi. Và đó là câu chuyện được ghi nhận ở tại một ngôi chùa miền Bắc nước ta. Đang tại chùa Hưng Thiền rất là lớn nha cô chú anh chị các bạn. Thì giờ này bước chân này đó đã đi ra ngoài khỏi công viên chùa Hưng Thiền. Xin kết thúc video ở đây. Mời cô chú anh chị các bạn mình cùng tiếp xem đại lễ Vu Lan ở chùa Phật giáo Tự, Phật giáo Hòa Hảo tại xã Phong Hòa diễn ra như thế nào nha. Giờ thì đây là không gian một lần nữa em muốn quay cho cô chú anh chị các bạn mình cùng xem tại chùa Hưng Thiền. Giờ này rất là đông cô chú anh chị. Đây là hướng ngoài lộ là của chú anh chị qua. Qua em sẽ bật về hướng chùa Hương Thiền để cô chú anh chị của bạn mình cùng được chiêm ngưỡng ở đây đông như thế nào nha. Giờ em vô trong sẽ quay sơ một tí nữa là em kết thúc video nha cô chú anh chị. Ở đây là trước mắt cô chú anh chị là bà con Phật tử ở khắp nơi đến viếng chùa Hưng Thiền ha. Chùa Hương Thiền hôm nay thì đông như ngày Tết nha cô chú anh chị các bạn. Và em xin kết thúc video tại chùa Hương Thiền đại lễ Vu Lan báo hiếu vào ngày 14 tháng 7 năm 2022. Đây đây, xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn cùng xem hết video của em nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ.